Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã chảo Ecoramic nhôm đúc nguyên khối của Hàn Quốc nhé. Sản phẩm này rất là đẹp, sản xuất cho thị trường Hàn Quốc và nhà máy đặt tại Việt Nam nhé. Đó, màu xanh pastel, nó dễ dàng cho việc chúng ta làm trẻ hóa cái gian bếp nhà mình. Trong video này mình giới thiệu với các bạn là size 20 thành cao. Dòng chảo nhôm đúc này nó phù hợp với những người mà thích nhẹ nhàng nha. Đây ạ, size 20. Và thành của nó cao tận 7cm nha. Chúng ta có thể dùng để ván mà không bị bắn, hoặc là chúng ta có thể nằm sốt đều được nha. Màu xanh rất là ngọt ngào, nó rất là trẻ trung. Đây ạ, tay cầm này, giả gỗ rất là đẹp nha. Thành cao 7cm. Hàng chuẩn chính hãng Ecoramic này. Đó, thân thiện với môi trường. Hàng có sẵn tại săn hàng rẻ.net, size 20 thành cao 7cm nha. Phủ Ecoramic rất là đẹp này, phủ gốm đấy ạ. Dòng chảo chuyên xuất cho thị trường Hàn Quốc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.